Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Jordan Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Phi Nhung được rất nhiều người biết tới với cái tên đó là ca sĩ hải ngoại. Các dòng nhạc trữ tình cùng với âm nhạc mộc mạc, những lời ca giản dị đã đem đến tiếng hát của cô ca sĩ này đi khắp các nơi. Không chỉ ở trong mà còn được rất nhiều nước phương Tây ưa chuộng. Nhưng có mấy ai biết hiểu rõ về hoàn cảnh cũng như con đường sự nghiệp của nữ ca sĩ Phi Nhung này. Ngày hôm nay, Jordan Pan Vlog sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin đầy đủ nhất về cô ca sĩ Phi Nhung này. Phi Nhung, tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh vào ngày 10 tháng 4 năm 1972, quê quán Pleiku, Gia Lai. Thể loại, hiện tại cô đang là một ca sĩ hải ngoại. Phi Nhung hiện đang mang trong người với hai dòng máu là Mỹ, Việt. Khi mà cha của cô là người Mỹ, còn mẹ của cô là người Việt. Phi Nhung đã không chỉ được biết tới với vai trò là một nữ danh ca hải ngoại, mà Phi Nhung còn là một nữ diễn viên rất đa tài. Và cùng với sự thành công lúc khởi đầu của cô, đó là khi cô trình bày xong những ca khúc Bông Điên Điển, Làm Dâu Xứ Lạ, Tôi Vẫn Nhớ, Em Về Miệt Thứ, Sông Quê. Mọi người ai cũng đều biết tới Phi Nhung là một nữ ca sĩ cùng với giọng ca trữ tình nhẹ nhàng, và tiếng hát của cô đã đi sâu vào lòng người. Tuy nhiên, đằng sau của sự thành công của Phi Nhung thì rất ít ai hiểu rõ hoàn cảnh cũng như là tuổi thơ cực khổ mà cô đã phải trải qua. Phi Nhung có lẽ là một nữ ca sĩ có một hoàn cảnh xuất thân vô cùng khó khăn. Phi Nhung chỉ được học tới hết lớp 6 và rời xa mái trường để chuyển sang nghề may mặc để phụ tiền nuôi sống các em phụ mẹ. Bà đã mất sớm và mẹ của cô thì lấy chồng, đã phải sinh thêm 5 người con. Phi Nhung đã phải nghỉ học và làm lụng khắp nơi để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Mặc dù gia đình rất khó khăn, tuy nhiên cô có một sở thích là thích nghe các ca khúc nhạc trữ tình, cải lương hay dân ca. Và cũng có lẽ đây cũng chính là điều đã khiến cho cô đã thay đổi cuộc đời của mình. Dù không được đi học, tuy nhiên cô luôn ao ước mình trở thành một ca sĩ. Các bài cải lương dân ca rất mộc mạc đã thấm nhuần ở trong cô. Có lẽ chính vì vậy mà các ca khúc của cô sau này nó luôn bộc lộ các nét bình dị mà dân dã của quê hương. Mái ấm của gia đình thực sự ở trong ký ức của ca sĩ Phi Nhung nó chỉ vọn vẹn có 2 năm khi mà chị chuyển tới Cam Ranh sống cùng dượng và những đứa con riêng của mẹ. Chị lúc ấy mới là đứa trẻ có 6 tuổi, được cùng ở với mẹ đem cá, mắm ra chợ để bỏ mối, và được mềm lòng khi nghe mẹ hát các bản dân ca, cũng được đốt đuốc khi đi xem gánh hát bất chấp dù mẹ có đánh đòn. Từ trước đó, Phi Nhung đã không bao giờ được nghe mẹ cô nhắc tới cha. Cha của cô là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở Pleiku trong thời chiến tranh ở Việt Nam. Và vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung đã được sang Mỹ theo diện là con lai bởi một người mợ đã bảo lãnh và cư ngụ ở Tampa, một tiểu bang Florida. Cô đã gặp Chira Phương Trình, là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng người Việt, ở một buổi biểu diễn từ thiện tại một ngôi chùa trên đất Mỹ. Lúc ấy, Chira đang lưu diễn tại bang Florida khi nhận thấy các tài năng của ca sĩ Phi Nhung, và Tria đã khuyên Phi Nhung đến California để mà thực hiện được ước mơ của mình. Do cô còn quá là lạ lẫm đối với đất nước này, Phi Nhung khi ấy rất là do dự. Sau đó, vào cuối năm 1993, cô đã chuyển tới tại quận Cam của bang California theo như lời khuyên này. Trở thành một ca sĩ đó là một cơ hội mà chị tưởng có trong giấc mơ. Các làn điệu cải lương mà mẹ hát năm xưa, các bản dân ca mà bấy lâu chị vẫn hát nghêu ngao, này nó lại bùng lên cùng với niềm tin và lòng say mê mãnh liệt. Không biết có bao lần các bản thu của chị gửi tới trung tâm Thúy Nga đã bị từ chối, nhưng ý chí của Phi Nhung rất vững vàng. Cô đã không hề nản chí, và cũng chính cái giọng ca rất nhẹ nhàng ấy, nó đã dần dần được rất nhiều người biết tới. Mọi người đã vô cùng quý mến cô, không chỉ là giọng hát nhẹ nhàng, rất êm ái, mà bởi vì cô là một nữ ca sĩ rất giản dị, mộc mạc, tuy nhiên lại đầy tình cảm. Sau khi mà nghe Phi Nhung thể hiện với một nhạc phẩm song ca Sông Quê 1 với một nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu ở Hollywood, và ngay sau đó cô đã có được một CD đầu tay đã góp giọng chung cùng với hai ca sĩ lớn đó là Tuấn Vũ và Mỹ Huyền. Ở trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, ca sĩ Phi Nhung cũng đã tâm sự rằng
Để mà có được một tên tuổi lớn như ngày hôm nay, Nhung đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt để mà theo đuổi cùng với nghề, cũng như phải tự đi bán CD và miệt mài học thanh nhạc, đã không ngại kiên trì để xin vào nhiều trung tâm âm nhạc, dù cho không ít lần đã bị từ chối. Vào năm 1998, Phi Nhung là một nữ ca sĩ ra rất nhiều album, bởi thế cho nên Phi Nhung đã được người ở trong giới và các khán giả đã đặt cho một nghệ danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Từ năm 2005, Phi Nhung đã chính thức được phép trở về để biểu diễn ở Việt Nam và đã trở thành một ca sĩ độc quyền tại trung tâm băng nhạc dạng đồng. Ngoài dạng ca hát, Phi Nhung còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. Quăng quật cả đời mình tại sân khấu này lại tới phòng thu khác, tới khi mà năm đứa em của chị đã được chăm lo nuôi dưỡng, lo cho nhà cửa, nghề nghiệp, lấy vợ, gả chồng đàng hoàng, thì Phi Nhung lại giật mình khi nhìn lại chị đã ngoài 30 tuổi rồi, tuy nhiên chưa có được một mái ấm riêng. Tuổi trẻ, chị đã hy sinh cho những đứa em cùng mẹ mà khác cha. Khi chị làm nghệ sĩ đã hết lòng sống cùng với khán giả. Khi chị làm vợ, chị cũng đã là một người vợ rất toàn tâm yêu thương và lo lắng chăm cho chồng. Tuy nhiên, khổ nỗi chị là một người quá là ngây thơ cùng với cuộc đời, và mãi khi chị bị lừa lọc cho tới mức mà người đàn ông mà chị yêu thương nhất cũng đã không chịu nổi. Cũng không đủ ngây thơ và cả tin mà đồng cam cộng khổ cùng với một người quá là ngây thơ và cả tin. Chị cười như là mếu, tôi đã bị người ta gạt hoài. Về nhà, tôi mét ông hoài và đã khiến ông phát khùng lên. Ông đã bỏ tôi mà đi cho bỏ ghét đó mà. Có một lần, chị đã bị đồng nghiệp trắng trợn lừa mất 50.000 đô bằng cách đó là sử dụng chính số tiền mà chị chạy vậy để đưa cho họ mượn và dỗ chị ký vào các giấy tờ, rồi đã quay ngoắt lại đâm đơn để kiện chị. Sau các chặng đường đời đã trải qua bao khó nhọc, cô nàng ca sĩ câu hát năm 17 em đi lấy chồng thật sự đã không còn dự định lấy chồng nữa. Cô đã ở vậy để nuôi 18 đứa trẻ lang thang, và một ước nguyện lớn nhất của cô nàng bây giờ đó là kiếm đủ tiền để nuôi những đứa con, và cô mong chúng lớn thành người. Cuộc đời này có các duyên phận rủi may, còn đối với Phi Nhung, cái duyên ở sân khấu là quá lớn, và cô mong sẽ mãi được hát để đem lại cho đời tiếng ca. Và cái duyên được gặp mẹ nuôi là Giao Linh cũng đã là quá lớn, và cái duyên này đã để cho cô có thể gặp được những đứa con, và khi bao bọc chúng đã làm cho cô ấm lòng. Cô đang nguyện sống vì những đứa con trẻ để trả nghĩa với cuộc đời của mình. Và bây giờ, khi nhắc tới cái tên Phi Nhung, có lẽ rằng mọi người không chỉ nhớ cái tên danh sĩ mà còn nghĩ và nghe tới bà mẹ tuyệt vời nhất. Cùng với tình thương đầy bao la, cô đã phải cưu mang biết bao là đứa trẻ. Dù cho chồng bỏ, tuy nhiên, đối với cô, các đứa trẻ đó không khác gì chính con ruột của chính mình. Phi Nhung đã được yêu mến bởi giọng hát say sưa, nhẹ nhàng, mà chính là con người cô đã làm lay động tất cả những trái tim của mọi người.